Chào các bạn, có rất nhiều bạn hỏi công dụng của cái máy khử từ tính này lần nữa thì mình cũng xin phép là mình mô tả các bạn. Khi các bạn sử dụng khử từ á, các bạn bật lên ha. Và vừa xài xong thì các bạn phải tắt đi. Còn không á thì hồi nữa thì nó mất cái công dụng thì mình phải tắt 5 phút mình mở lại nó mới ăn. Thì khử từ là mục đích là khi mà mình mài á, mình thấy cái lưỡi tông đơ bị nhiễm từ, các bạn thấy ba vớ không ạ? Đó, ba vớ ở nhiễm từ nó, các bạn lấy khăn chùi nó vẫn còn dính, thì mình sẽ dựng lên cái khử từ này, mình rơ theo bề dọc các bạn. Các bạn thấy nó có cái hình mũi tên đưa qua quay lại không? Các bạn đụng vô cũng được, thì các bạn thấy nó giống như nó hít vô vậy đó. Đó, các bạn rơ qua rơ lại, rơ qua rơ lại, các bạn có thể rơ qua rơ lại, rơ qua rơ lại vậy là nó hết rồi các bạn. Thì các bạn để ý nè, giờ mình tắt nha. Nè, các bạn thấy ở trên đây nó có cái lớp mặt sắt nó mới rụng ra các bạn. Các bạn thấy ghê không? Đấy. Và cái mặt sắt này là do cái lưỡi tông đơ nó nhiễm từ, nó dính vô lúc mà mình mài á. Ok, chào các bạn.